Bài giảng ngày thứ 11 Tự mình tu tập hết ngày này qua ngày khác Hết ngày này qua ngày khác Chúng ta đã tới hồi mãn khóa học thăm ma này Khi khóa thiền mới bắt đầu Quý vị được yêu cầu phải hoàn toàn tuân phục Và quý vị đã tuân theo Chỉ để công bằng mà thử phương pháp thiền này Hoàn toàn công minh với phương pháp thiền này sự tuân phục này chỉ kéo dài có 10 ngày. Giờ đây, quý vị được tự do, không còn bị lệ thuộc. Tham luôn luôn làm cho mọi người biết tự nương tựa nơi chính mình. Khi về đến nhà, quý vị sẽ duyệt xét lại một cách bình tĩnh, yên lặng. Bất cứ điều gì học được ở đây, bất cứ điều gì thực tập ở đây, quý vị sẽ duyệt lại. Và nếu quý vị nhận thấy rằng những gì quý vị học được ở đây là hợp lý, có ý nghĩa, thực tiễn rồi chỉ khi ấy quý vị mới nên chấp nhận nó nhưng đó không chỉ là thước đo duy nhất còn có tiêu chuẩn khác bất cứ điều gì học được ở đây phương pháp thiền này có thực sự thực sự giúp ích cho tôi không ta phải nghĩ rằng phương pháp thiền này có thực sự mang lại lợi ích cho tôi không rồi chỉ như vậy ta mới nên chấp nhận nhưng không phải chỉ có thế bằng cách chấp nhận phương pháp thiền này tôi có làm hại những chúng sinh khác bất cứ một chúng sinh nào khác hay không có phải người khác cũng được lợi lạc nhờ phương pháp thiền này không nếu có những điều hợp lý thực tiễn mà một người bình thường một người có mức hiểu biết trung bình có thể chấp nhận được nếu có những điều tốt lành cho tôi tốt lành cho mọi người khác thì tự nhiên là tôi sẽ chấp nhận nó một người với trí thông minh trung bình sẽ chấp nhận nó. Nhưng sau khi đã thực hành trong 10 ngày, quý vị biết rõ là nếu chỉ chấp nhận ở mức độ trí thức không thôi, cũng chẳng có lợi ích gì cả. Chấp nhận ở khía cạnh sùng kính hay tình cảm cũng chẳng giúp ích được gì cả. Ta phải chấp nhận ở mức độ thực tế. Tham ma phải được chấp nhận ở mức độ thực tế, ở mức độ chứng nghiệm. Tham ma phải được áp dụng trong cuộc sống, tham ma phải được thực hành khi quý vị quyết định chấp nhận tham ma ở mức độ thực hành khi ấy quý vị sẽ tự nguyện tuân phục mười ngày trước đây quý vị tuân phục vì được yêu cầu như thế quý vị phải tuân phục để thử qua phương pháp thiền này giờ đây với sự tự do với sự hiểu biết rõ ràng quý vị sẽ tuân phục sẽ tuân phục tham ma và quý vị sẽ tuân phục suốt đời tôi phải sống cuộc đời tham ma càng lâu dài càng tốt với sự hiểu biết này, người ta tuân phục tham ma và cố gắng hết sức để sống cuộc đời tham ma. Đây là khía cạnh thực tiễn của tham ma, loại tham ma ứng dụng, mang lại mọi lợi ích. Ta tham dự khóa thiền như thế này là để học phần thực tiễn của tham ma. Và đây là những gì ta thực hành liên tục từ 4 giờ, 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ, 9 giờ rưỡi tối, không ngừng tu tập, tu tập dĩ nhiên vào mỗi tối chúng ta có những buổi pháp thoại như thế này vốn rất cần thiết để làm sáng tỏ phương pháp thiền để làm cho phần thực tiễn của tham ma được rõ ràng nhưng khi có những buổi pháp thoại đương nhiên một phần lý thuyết của tham ma cũng được đề cập đến khi đề cập đến phần lý thuyết trong vài trường hợp ta thấy một vài thiền sinh có thể không chấp nhận một số khía cạnh nào đó trong phần lý thuyết của tham ma ấy Khía cạnh ấy không phù hợp với truyền thống tín ngưỡng của chúng tôi, không phù hợp với giáo lý của chúng tôi. Nếu điều này xảy ra, hãy gác nó sang một bên. Hãy bỏ phần đó sang một bên và hãy chấp nhận những gì quý vị có thể chấp nhận được. Nhưng xét về thuần thực hành của Tham Ma mà nói, người ta có thể thuộc về bất cứ truyền thống nào, bất cứ giáo phái nào. Tôi chưa từng gặp một ai phản đối, không chấp nhận phương pháp thiền này. Còn về phần lý thuyết, nếu gạt bỏ qua một bên một phần nào đó, quý vị cũng không thiệt thòi gì mấy. Sau này, nếu quý vị thấy rằng phần bị gạt một bên có thể chấp nhận được, lúc ấy hãy chấp nhận nó. Dĩ nhiên, người đã truyền dạy phần lý thuyết của Tham Ma đã truyền dạy bằng tất cả tình thương và lòng từ bi để sao cho phần thực hành của Tham Ma ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cũng giống như người mẹ, với tất cả lòng thương yêu, làm một món ăn rất ngon cho con mình. Ở nước chúng tôi có một món rất ngon gọi là kia, làm bằng sữa, gạo, trái cây khô và chất ngọt. Người mẹ đưa cho con món ăn này, đứa bé nói, không con không ăn đâu. Con hãy ăn thử đi, có chuyện gì vậy? Không con không ăn đâu, có cục sạn đen trong đó. Rồi người mẹ nói, đây không phải là cục sạn đen, đó là hạt thảo quả hạt này có vương vị riêng của nó con hãy ăn thử đi đứa bé vẫn nói không đây là cục sạn đen đây là cục sạn đen rồi thì người mẹ phải làm sao đây người mẹ nói được rồi con lấy nó ra cái mà con cho là cục sạn đen ấy hãy vớt nó ra hãy thưởng thức phần còn lại sau này khi con thấy rằng cục này cũng ngon thì hãy thưởng thức nó sau đứa con dại khờ sẽ bỏ hết món ấy đi có cục sạn đen trong đó có cục sạn đen trong đó những kẻ ấy sẽ bỏ lỡ hết tất cả. Tương tự như thế, nếu quý vị thấy có cục sạn đen nào trong phần lý thuyết của Tham Ma, hãy bỏ nó ra, hãy thưởng thức phần còn lại. Nhưng về phần thực hành của Tham Ma mà nói, không có gì để có thể bị loại ra cả. Phần thực hành của Tham Ma là Sila, sống cuộc đời đạo đức, không làm hại ai bằng bất cứ việc làm, lời nói nào. Bởi vì khi mà quý vị làm hại ai đó, bằng bất cứ việc làm hay lời nói của mình, quý vị đã tự làm hại chính mình. Đây là luật tự nhiên. Người ta có thể thuộc về giáo phái này hay giáo phái kia, nhưng thiên nhiên không thiên vị bất cứ giáo phái nào cả. Khía cạnh thực tiễn của Tham Ma là Samadhi. Quý vị phát triển việc làm chủ tâm mình. Người nào còn làm nô lệ cho tâm sẽ sống một cuộc đời đau khổ. Như thế, làm sao người nào có thể phản bác lại việc làm chủ tâm mình? Khía cạnh thực tiễn của Tham Ma là băn nhà, thanh lọc tâm hết mọi bất thiện, mọi thói hư, tật xấu, và cũng để phát triển phẩm hạnh tốt lành, tình thương, lòng từ bi, thiện ý. Điều này ai cũng có thể chấp nhận được. Chính khía cạnh thực tiễn của Tham Ma mới mang lại lợi ích trong đời sống. Quý vị có thể chấp nhận trọn vẹn phần lý thuyết của Tham Ma, nhưng nếu không áp dụng trong đời sống, nếu không thực hành, quý vị sẽ không thu lượm được lợi lạc nào cả không thu lượng được lời lạc nào cả. Có một câu chuyện, một giáo sư đại học trẻ tuổi, học vấn rất cao, rất rộng với rất nhiều bằng cấp, nhưng chưa được tôi luyện trong trường đời. Anh ta đang đi du lịch trên một du thuyền. Cũng trên du thuyền đó có một người thủy thủ già thất học. Thỉnh thoảng người thủy thủ đó đi vào phòng anh giáo sư để lắng nghe những câu chuyện đầy học thức, đầy ý nghĩa. Người thủy thủ già này rất lấy làm thán phục. Một hôm đang lúc người thủy thủ ra khỏi phòng vị giáo sư hỏi ông ta này bác bác đã học địa chất học chưa thưa ngài địa chất học là gì là khoa nghiên cứu về quả đất không thưa ngài tôi không được đến bất cứ trường học hay bất cứ trường cao đẳng nào tôi không được học hành gì cả bác ơi như vậy là bác đã uổng phí đi một phần tư cuộc đời của bác rồi ông già ấy buồn lắm vị giáo sư đại học uyên bác đã nói thế thì chắc chắn là mình đã uổng phí đi một phần tư cuộc đời của mình rồi. Ngày kế tiếp, sau cuộc nói chuyện đầy kiến thức uyên thâm, đang lúc người đàn ông già đi ra, vị giáo sư hỏi ông ta, Này bác ơi, bác đã học về hải dương học chưa? Thưa ngài, hải dương học là gì? Là khoa nghiên cứu về biển, về đại dương này. Không thưa ngài, như tôi đã nói với ngài, tôi không được học hành gì cả. Bác ơi, bác đã uổng phí đi một nửa cuộc đời của bác rồi. Người đàn ông già ấy rất buồn. Ta đã uổng phí đi một nửa cuộc đời của mình rồi. Ngày thứ ba, vị giáo sư lại hỏi ông ta. Này bác ơi, bác đã học về khí tượng học chưa? Khí tượng học là gì? Là khoa về khí hậu, mưa và gió. Không thưa ngài, như tôi đã nói với ngài, tôi không được học hành gì cả. Bác ơi, bác đã uổng phí đi ba phần tư cuộc đời của bác rồi. Người thủy thủ già buồn lắm, vị giáo sư học cao hiểu rộng đã nói thế, mình đã uổng phí đi 3 phần tư cuộc đời của mình rồi. Ngày kế tiếp là ngày đến phiên của ông già, ông ta hớt hải chạy đến hỏi, thưa giáo sư, thưa ngài, thưa giáo sư, thưa ngài, ngài đã học môn bơi lội học chưa? Bơi lội học là gì? Ngài có biết bơi không, thưa ngài? Không, tôi không biết bơi. Thưa giáo sư, thưa ngài, ngài đã uổng phí cả cuộc đời của mình rồi. Tàu này đang bị đắm, chiếc tàu này đang chìm xuống nước những ai biết bơi có thể tới được bờ bên kia nhưng ai không biết bơi sẽ chết chìm tôi cảm thấy rất tiếc cho giáo sư thưa giáo sư thưa ngài phải chúng ta có thể học tất cả các môn học trên đời này nếu chúng ta không học môn bơi lội học thì các môn này có ích lợi gì ngay cả đến môn bơi lội quý vị có thể đọc sách vở có thể nghe giảng giải nhưng nếu quý vị không chịu nhúng mình xuống nước thì làm sao nó giúp ích cho quý vị được tất cả đều là lý thuyết lý thuyết lý thuyết không có thực hành. Quý vị phải bơi trong biển khổ này và đến bờ bên kia nơi không còn những khổ đau. Phần thực tiễn của tham ma là môn bơi lội học này. Hãy học cách bơi trong biển khổ này, hãy thoát khỏi khổ đau. Bất cứ ai đến với khóa thiền như thế này, họ đến để học phần thực hành của tham ma. Dĩ nhiên, trong 10 ngày, quý vị có thể học được bao nhiêu? Quý vị đã bước được một bước rất nhỏ mà con đường giải thoát là con đường rất dài không phải là tôi làm giảm giá trị những gì quý vị đã học được những điều ấy thật có giá trị giá trị hiểu theo nghĩa là quý vị đã bước được một bước đi đúng hướng trên con đường chân tránh và từng bước một từng bước một tiến xa trên con đường giải thoát chắc chắn quý vị sẽ đạt tới mục tiêu tối hậu là giải thoát khỏi mọi khổ đau nhưng bước chân mà quý vị đã đi đó vẫn là một bước rất nhỏ con đường giải thoát là một con đường rất dài. Giống như một hạt giống rất tốt được gieo trồng trên mảnh đất rất màu mỡ. Một hạt giống đã đâm chồi. Cái mầm tí hon này đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc. Người làm vườn đầy kinh nghiệm luôn luôn chăm sóc vườn ương nhỏ bé này của mình. Người ấy làm hàng rào quanh cây con ấy để gia súc khỏi ăn mất cây con. Người ấy tưới nước vừa phải, vừa đủ nắng và bóng mát. Với tất cả sự chăm sóc này, cây tăng trưởng, tăng trưởng thành cây to, có rễ rất sâu. Sau đó, nó không đòi hỏi sự chăm sóc nào nữa. Trái lại, cây bắt đầu phục vụ chúng ta. Những gì cây sinh ra là để cho chúng ta, cây tiếp tục cho ta sản phẩm của nó. Tương tự như thế, ở giai đoạn này, cây tham ma này cần được chăm sóc kỹ lưỡng, cần được phục vụ chu đáo. Có sự chăm sóc, phục vụ thích hợp, cây tham ma sẽ tăng trưởng, phát triển thành cây to, có rễ rất sâu và thân cây to lớn. Sau đó nó không cần sự chăm sóc nào nữa. Mặt khác, nó bắt đầu phục vụ quý vị. Nó sẽ cho quý vị bóng mát mà quý vị chưa bao giờ hưởng được trong đời mình. Nó sẽ cung cấp trái ngọt mà quý vị chưa từng được nếm qua trong đời. Tham ma sẽ tiếp tục cống hiến, tiếp tục cống hiến quý vị. Nhưng vào giai đoạn này, sự chăm sóc, phục vụ cây con này rất quan trọng. Quý vị phải bảo vệ cây con này bằng cách dựng hàng rào để gia súc không đến ăn mất cây con hàng rào gì thế gia súc nào đến ăn cây con về đến nhà những người trong gia đình những người trong hội đoàn của quý vị thân hữu của quý vị vì tò mò hiếu kỳ chắc chắn sẽ hỏi quý vị này bạn đi đâu thế làm gì thế học cái gì thế trong tham ma không có gì bí mật cả tham ma là quyển sách mở rộng dĩ nhiên ở giai đoạn này trừ khi được huấn luyện đầy đủ để làm thiền sư ta chưa đủ khả năng để giảng dạy nhưng quý vị vẫn có thể giải thích những điều mình đã học và người nghe còn rất mơ hồ lẫn lộn người ấy có thể nói nhưng đây không phải là tôn giáo của chúng ta đây là tôn giáo khác nguy hiểm lắm bạn đừng nên đến nơi đó nơi đó rất tội lỗi bản thân quý vị cũng rất bối rối và quý vị ngưng không hành thiền vào mỗi buổi sáng và buổi tối nữa như thế thì gia súc đã ăn mất cây con rồi nhưng đấy quý vị dựng một hàng rào quanh cây con. Bất cứ những gì tôi đang thực hành nằm bên trong hàng rào. Cái gì nằm bên trong hàng rào? Sila. Tôi giữ sila, giới luật. Làm sao mà chống đối được? Có cái gì sai trái với giới luật? Không ai có thể chống đối được. Trong hàng rào là samadhi, phát triển sự định tâm, làm chủ được tâm. Và cũng như thế, làm sao có thể chống đối samadhi này với một đối tượng không tông phái? một đối tượng phổ quát chung cho mọi người. Chỉ hơi thở của tôi, chỉ hơi thở không thôi, hơi thở đơn thuần, quý vị sẽ gặp sự chống đối nào? Không ai có thể chống đối được. Trong hàng rào là panya, tôi phát triển trí tuệ cho chính tôi bằng cách diệt trừ những bất tịnh của mình. Và cũng như thế, làm sao có thể chống đối panya này với một đối tượng không tông phái, vốn chung cho tất cả cảm giác trong người tôi? làm sao người nào có thể chống đối được? Trong hàng rào này tôi tu tập Metta, phẩm hạnh tốt lành của tình thương, của tâm từ Không ai có thể chống đối được. Còn bất cứ thứ gì khác đều nằm ngoài hàng rào. Tôi không quan tâm đến những chuyện đó. Điều tôi đã học là Sila Samadhi Panya. Và cái tôi đang thực hành là Sila Samadhi Panya. Có thế, quý vị sẽ được an toàn. Hàng rào đã bảo vệ quý vị. Rồi mỗi ngày, và mỗi buổi sáng và buổi tối, hai lần trong 24 giờ, mỗi lần 1 giờ, quý vị phải tưới cây này, nếu không nó sẽ héo úa. Một giờ vào mỗi buổi sáng và một giờ vào mỗi buổi tối, tùy theo thời khóa biểu riêng của quý vị. Quý vị phải ngồi thiền hai lần trong 24 giờ. Thiền sinh mới đôi khi cảm thấy dành 2 giờ để ngồi thiền mỗi ngày là nhiều quá. Tôi là người rất bận rộn, làm sao tôi có thể dành nhiều thời gian như thế được. Hãy quyết tâm giống như khi quý vị đã bắt đầu ngồi thiền với aditan thoạt tiên nó rất khó nhưng quý vị đã cố gắng hết sức mình quý vị quyết tâm aditan là quý vị sẽ ngồi suốt một giờ và trong vài ngày quý vị đã có thể ngồi chọn một giờ tương tự như thế nếu quý vị có aditan là ít ra trong một năm mặc cho chuyện gì xảy ra tôi sẽ không quên hai buổi ngồi thiền mỗi ngày tôi có thể mất đi bất cứ cái gì trong cuộc đời trần tục này nhưng quý vị chẳng mất gì cả. Chẳng bao lâu quý vị sẽ nhận ra rằng nhờ dành ra 2 giờ cho Vipassana mỗi ngày, quý vị chẳng mất gì cả. Những ai ngưng không ngồi thiền nữa, họ ngưng trong vòng vài ngày đầu hay vài tháng đầu tiên. Nhưng những ai tiếp tục ngồi trong một năm, họ sẽ tiếp tục hành thiền suốt đời. Điều đó trở nên dễ dàng. Vì trong năm đầu tiên, điều rất quan trọng là quý vị ngồi thiền với Adithan với quyết tâm mạnh mẽ. Chẳng bao lâu quý vị sẽ nhận ra rằng nếu quý vị quen ngủ 7 tiếng mỗi tối, quý vị sẽ thấy rằng ngủ 6 tiếng là đủ. Ai quen ngủ 6 tiếng mỗi tối sẽ thấy rằng ngủ 5 tiếng là đủ. Quý vị rất dễ dàng có được một giờ từ giấc ngủ mỗi ngày. Và quý vị cảm thấy rất tươi tỉnh nếu quý vị thực hành đúng đắn, đều đặn, sáng và tối. Và quý vị sẽ thấy rằng nhờ sự thực tập mỗi ngày, quý vị đã phát triển khả năng làm việc. Khả năng làm việc của quý vị sẽ gia tăng rất nhiều. Bất cứ ai nhận lấy bất cứ trách nhiệm nào, bất cứ nghề nghiệp nào, sẽ thấy rằng họ có thể làm việc nhiều hơn lúc trước khi học thiền Vipassana. Ví dụ, quý vị thường làm 8 tiếng một ngày và chỉ làm xong một số việc nào đó. Bây giờ, quý vị thấy rằng cùng một số lượng công việc, quý vị làm xong trong 6 hay 7 tiếng và quý vị vẫn còn tươi tỉnh. Trước kia, làm 8 tiếng đồng hồ, quý vị cảm thấy mệt mỏi, mệt dã rời. Bây giờ, quý vị cảm thấy rất tươi tỉnh, khả năng làm việc của quý vị sẽ gia tăng quý vị sẽ nhanh chóng nhận ra điều này. Một ví dụ sáng ngời về thầy tôi, Sajashi Ubakin. Ông được sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Ông bắt đầu cuộc đời mình bằng chân thư ký trẻ tại Tổng Nha Kế Toán Miên Điện. Trong thời kỳ này, ông gặp gỡ thầy của ông là Sayatetji và học khóa thiền 10 ngày. Ông vẫn tiếp tục hành thiền. Khi Miên Điện được độc lập, ông được cử làm Tổng Giám đốc Kế Toán đầu tiên của Miên Điện có nhiều nạn tham nhũng và hối lộ trong tổng nha này. Tệ nạn này bị diệt trừ một phần vì ông bắt đầu thi hành biện pháp kỷ luật. Ông ra lệnh rằng bất cứ ai nhận được bất cứ đơn từ nào từ công chúng phải duyệt xét trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Nếu có gì phức tạp, phải trình trường hợp ấy đến ông, ông sẽ ra quyết định. Nếu có ai không trình trường hợp ấy đến ông mà cũng không ra quyết định trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì có điều gì sai trái rồi. Viên chức này sẽ bị sa thải nhưng chỉ với biện pháp kỷ luật ấy không thôi sẽ không hữu hiệu. Trong văn phòng của ông, ông bắt đầu mở các khóa thiền Vipassana. Mỗi tháng ông mở một khóa 10 ngày. Các công chức chính phủ, ngay từ phó giám đốc, tổng nhà kế toán, đến người có vị trí thấp nhất trong văn phòng, đã bắt đầu chứng nghiệm được dòng sông Hằng của tama Và một thay đổi lớn đã xảy ra trong vòng vài năm đã có một thay đổi lớn. Vị Thủ tướng Miến Điện rất hài lòng, là vị Thủ tướng rất liêm khiết ông ta muốn guồng máy hành tránh quản trị của xứ sở không còn mục nát. Bởi vậy ông ta yêu cầu Ubakin vừa kiêm nhiệm chức giám đốc của tổng nha kế toán, vừa kiêm nhiệm thêm vài bộ nữa. Có khi Ubakin là bộ trưởng của bốn bộ cùng một lúc và ông đem lại nhiều kết quả tuyệt vời. Khả năng làm việc của nhân viên gia tăng rất nhiều. Người ta kể về ông là khi nào ông có mặt ở bất cứ văn phòng nào, trong hồ sơ trên bàn làm việc của ông có dày đến đâu đi nữa, khi ông rời khỏi văn phòng, không có một hồ sơ nào trên bàn không được giải quyết. Vào lúc 55 tuổi, ông về hưu, nhưng chính phủ miến nói, không, Ubaqin làm sao chúng tôi có thể để ông về hưu được. Họ gia hạn thêm một năm, rồi lại một năm nữa, rồi lại một năm nữa. Gia hạn ba năm, rồi luật công chức của chính phủ quyết định không thể gia hạn thêm năm nào nữa. Luật lệ công chức chính phủ này được tu chỉnh ở quốc hội. Luật lệ ấy áp dụng cho mọi công chức chính phủ, ngoại trừ UBAKIN. Gubakin phải làm việc. Làm thêm 4 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 12 năm. 67 tuổi vẫn còn phải làm việc. Không phải vì ham thích lương bổng. Là một cư sĩ, dĩ nhiên, ông cũng cần có lương bổng. Nhưng người ta sẽ được nhiều sự toại nguyện khi phục vụ. Khi quý vị làm việc với lòng ích kỷ, quý vị làm việc với sự ham muốn, tích lũy thêm cho bản thân, tích lũy thêm cho bản thân. Khi tâm trở nên trong sạch, bản tính ích kỷ không còn nữa, khi còn tính ích kỷ thì còn căng thẳng trong lòng khi hết ích kỷ thì quý vị bắt đầu phục vụ bất cứ công việc gì quý vị làm ngay trong đời sống hàng ngày ngay cả công việc mưu sinh quý vị luôn luôn cảm thấy rất nhiều người được lợi ích từ công việc của tôi không còn căng thẳng nữa người ta được nhiều sự toại nguyện khi phục vụ còn về lương bổng mà nói có một quy chế ấn định là bất cứ ai làm việc tại một bộ nào mà làm thêm cho một bộ khác thì sẽ được lãnh chọn lương ở bộ sở tại và còn lãnh thêm 1 phần 3 mức lương từ bộ khác. Đây là trường hợp của Ubakin. Trong vài năm, ông làm bộ trưởng cho 4 bộ. Do đó, với lương của một bộ và 1 phần 3 lương của ba bộ kia, tổng cộng ông phải lãnh đến 2 phần lương. Nhưng ông gửi văn thư đến chính phủ. Hãy thay đổi quy chế lương bổng này. Các quy chế này không áp dụng trong trường hợp của Ubakin. Tôi sẽ chỉ nhận một phần lương. Tôi làm cùng một số giờ thôi nếu khả năng làm việc của tôi gia tăng, tại sao tôi lại đòi thêm lương bổng? Với lòng từ bi muốn phụng sự người khác, khả năng làm việc sẽ tăng lên. Đây không chỉ là trường hợp của Ubakin. Có rất nhiều thiền sinh viết cho tôi, nhờ vào việc hành thiền mỗi ngày, khả năng làm việc của tôi đã gia tăng rất nhiều. Tôi cũng biết từ kinh nghiệm riêng của tôi, những thăng trầm đã xảy ra trong cuộc đời, ngay cả trước khi tôi gặp Tham Ma Thuần Khiết, và tôi còn nhớ tôi thường để mất sự bình tâm ra sao. Sau khi đến với con đường tham ma tinh khiết này, còn nhiều thăng trầm to lớn hơn đã đến, tham ma đã giúp tôi được bình tâm. Tâm rất là quân bình, rất là sáng suốt. Bất cứ vấn đề gì, bất cứ khó khăn gì, quý vị có thể mỉm cười đương đầu với nó. Quý vị sẽ có những quyết định đúng đắn, quyết định nhanh chóng, nhờ thế mà khả năng làm việc gia tăng. Vì thế, bằng cách dành 2 giờ cho Vipassana mỗi ngày. Đừng bao giờ nghĩ rằng quý vị phung phí thì giờ. Quý vị đang tận dụng tối đa thì giờ của mình. Và Adithan, sự quyết tâm này chỉ cần một năm thôi. Quý vị áp dụng Adithan này trong một năm thôi. Sau đó nó trở thành như một phần trong đời sống của quý vị. Quý vị sẽ không còn thấy khó khăn trong việc thực tập mỗi ngày. Một tiếng đồng hồ vào buổi sáng, một tiếng đồng hồ vào buổi tối, tùy theo thời khói biểu của quý vị. Chọn lấy một giờ nhất định để thiền và hãy giữ nguyên như thế. Giữ được như thế thì tốt hơn. Hãy ngồi thiền cùng một chỗ càng tốt hơn nữa. Nhưng là cư sĩ, nếu có hôm không thể ngồi thiền vào giờ và nơi đã ấn định, thì đừng bỏ luôn buổi thiền. Rồi hãy hành thiền vào bất cứ giờ nào, ở bất cứ nơi nào, nhưng ít nhất là ngồi thiền hai lần trong 24 tiếng. Ngoài việc ngồi thiền hai lần một ngày ra, khi đi ngủ và nằm nhắm mắt, ít nhất trong khoảng 5 phút, hãy ý thức về anicca, 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 vô thường. Ý thức về các cảm giác trong người và ngủ. Sáng hôm sau, khi thức giấc, một lần nữa trong khoảng 5 phút, hãy ý thức về anicca, 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 rồi đứng dậy và bắt đầu làm việc. 5 phút trước khi ngủ và 5 phút sau khi thức giấc rất hữu ích. Khoảng thời gian này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Rồi ở bất cứ nơi nào có thể được, trong thành phố, trong tỉnh lỵ trong làng, trong làng xóm. Bất cứ nơi nào có hơn một người thành thiền Vipassana, hãy yên định một nơi, một giờ, một ngày nào đó. Mỗi tuần ít nhất một lần, hãy ngồi thiền chung với nhau. Bất cứ nơi nào có thể được, hãy ngồi thiền chung với nhau một giờ. Sự ngồi thiền chung với nhau rất hữu ích. Nếu trong một tuần nào đó có bão tố xảy ra trong đời, và quý vị thấy rằng mình không thể thực tập Anapana, chứ đừng nói đến Vipassana, thì vào lúc cuối tuần, hãy ngồi thiền chung với vài anh chị em thăm mà. Sự hành thiền của một người nào đó có thể có lực rất mạnh. Quý vị thấy rằng bầu không khí tràn đầy từ trường tốt lành từ người ấy. Và quý vị thấy rằng năng lực của mình được thu nạp thêm. Quý vị có thể hành thiền tốt hơn. Tuần lễ kế tiếp, quý vị có thể đủ sức đối phó với bất cứ rông bão nào có thể xảy ra trong đời mình. Điều tốt hơn hết là ở bất cứ nơi nào có thể được. Mỗi tuần nên có một giờ ngồi thiền chung với nhau. Nhưng chỉ ở nơi nào có thể được mà thôi. Rồi một điều phải làm nữa là Mỗi năm một lần, nếu ai thực sự muốn củng cố vững vàng trong phương pháp thiền này, mỗi năm một lần tham dự một khóa thiền 10 ngày. Điều này rất thiết yếu. Quý vị nghỉ phép mỗi năm, khóa thiền này bây giờ trở thành những ngày nghỉ phép của quý vị. Trong 10 ngày này hãy trở về sâu trong nội tâm. Xong khóa, quý vị sẽ cảm thấy tươi mát, đầy năng lực, đầy sinh khí, đầy sức mạnh để đương đầu với mọi thăng trầm của cuộc sống trong năm tới. Do đó mỗi năm hãy tham dự một khóa 10 ngày. Nếu quý vị đến được một khóa tiền như thế này, tốt lắm. Quý vị tiếp nhận được môi trường tham ma tốt lành. Nhưng nếu không thể đến được, cũng chẳng sao cả. Hãy tự tạo ra một khóa, một khóa tự tu. Bây giờ quý vị đã biết trọn vẹn phương pháp thiền rồi. Quý vị biết nội quy, điều lệ, thời khóa biểu. Hãy tu tập đúng theo đó. Quý vị có thể báo tin cho vị thầy hướng dẫn biết về ngày giờ bắt đầu và địa điểm khóa tự tu của mình. Làm như thế có thể có lợi ích. Rốt cuộc thì người thầy làm gì trong phương pháp thiền này? Người thầy mời quý vị đến ngồi trước mặt họ và thực hành những gì người ấy yêu cầu quý vị tu tập, rồi những gì quý vị đã học ngày hôm qua. Vị thầy sẽ giải tâm từ, meta meta. Hãy thành công, hãy thành công, hãy thoát khỏi khổ đau. Những làn sóng rung động của meta này sẽ đi tới bất cứ nơi nào quý vị ở. Nhưng cho dù quý vị không thông báo cho vị thầy, cũng không sao cả. Hãy có đủ tự tin và bắt đầu hành thiền. Tất cả những làn sóng rung động của tham ma đến với quý vị, luật tự nhiên là thế. Trong từng khoảnh khắc, tâm quý vị không ngừng phát sinh ra không làn sóng này thì làn sóng khác. Khi quý vị phát sinh ra làn sóng ham muốn, ghét bỏ, lầm lạc hay vô minh thì quý vị bị hòa nhập với các làn sóng cùng loại có mặt trên khắp thế gian này. Quý vị hòa nhập với các làn sóng ấy và chúng làm gia tăng sức mạnh của sự bất tịnh. Nhưng ngay khi quý vị bắt đầu phát ra những làn sóng đối nghịch với ham muốn, đối nghịch với ghét bỏ, đối nghịch với vô minh, thì quý vị hòa nhập với các làn sóng tam ma tương tự. Quý vị hòa nhập với các làn sóng này và bắt đầu có thêm sức mạnh trong tham ma. Hãy tu tập với lòng tự tin. Có khóa tự tu cho chính mình sẽ cho quý vị thêm lòng tin, thêm lòng tự tin. Tối thiểu là một giờ buổi sáng, một giờ buổi tối, 5 phút khi đi ngủ và 5 phút khi thức dậy. Rồi mỗi năm ít nhất là một khóa 10 ngày. Tối thiểu là như thế. Nếu quý vị có thêm thời giờ, đây không có nghĩa là có một giới hạn thời gian nào. Bất cứ khi nào đang làm nhiệm vụ, đang có trách nhiệm, quý vị hãy chú tâm hoàn toàn vào nhiệm vụ và công việc mình đang làm. Không có chuyện để tâm nửa bên trong nửa bên ngoài. Hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc để quý vị có thể đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc đời trần tục này. Nhưng bất cứ lúc nào quý vị rảnh rỗi, dù chỉ trong năm hay 10 phút, cứ để mắt mở tự nhiên, rồi hướng vào nội tâm, nhận biết Anicca, Anicca, Anicca. Chẳng hạn quý vị phải chờ đợi ở nơi nào đó, có ai làm cho quý vị phải chờ ở chỗ nào đó, và quý vị bắt đầu phát sinh ra tâm bất thiện. Khi làm như thế, quý vị đang tự làm hại mình, và quý vị sẽ tiếp tục làm hại mình trong tương lai. Tâm tối ngay bây giờ, tâm tối trong tương lai, nhưng người hành thiền Vipassana không như thế. Nếu phải chờ thì hãy chờ. Với cặp mắt mở tự nhiên, trong thâm tâm ta nhận biết anicca, anicca. Quý vị đang tự giúp mình ngay bây giờ, giúp cho tương lai của mình. Tươi sáng ngay bây giờ, tươi sáng trong tương lai. Hãy tận dụng tối đa thời gian của mình. Khi quý vị đang thi hành phận sự, hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc của mình. Nhưng lúc nào rảnh rỗi, quý vị hãy quay vào nội tâm vẫn nên để mắt mở tự nhiên. Khi ngồi thiền một mình, ngồi ở nhà hay ngồi chung với các anh chị em tham ma thì quý vị nên hành thiền với cặp mắt nhắm lại. Nhưng nếu đang có mặt người lạ mà quý vị phải thiền, luôn luôn thiền với cặp mắt mở. Nếu không sẽ có hại. Không nên phô trương về tham ma. Không nên cố tỏ ra là ta đây là người sống thuận theo tham ma, ta đây là người hành thiền giỏi. Điều này sẽ thổi phong bản ngã, rất có hại người khác không cần phải biết là ta đang thiền với cặp mắt mở tự nhiên quý vị ý thức về cảm giác cảm giác cứ thế hãy tận dụng tối đa kiếp sống làm người một kiếp sống thật quý giá kiếp làm người quý giá biết bao phương pháp thiền mà quý vị hiện có quý giá biết bao hãy tận dụng tối đa cả hai hãy tiếp tục xem xét mình xem sự tu tập có mang lại ích lợi cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày hay không thử xem có tiến bộ nào không không có tiến bộ này thì cũng có tiến bộ kia. Hãy tận dụng tối đa thời giờ, buổi sáng và buổi tối, một tiếng, một tiếng. Bất cứ khi nào có thời giờ rảnh, có thể quý vị đã tham dự một khóa 10 ngày rồi và vẫn còn thời gian rảnh. 5 ngày phép, 23 ngày phép, hay phép cuối tuần, thì hãy mở một khóa tự tu 2 hay 3 ngày. Khi quý vị ngồi thiền trong khóa tự tu ngắn ngày, hãy thiền Anapana trong khoảng 1 phần 3 thời gian và thiền Vipassana 2 phần 3 thời gian còn lại. Nhưng khi quý vị ngồi thiền hàng ngày vào mỗi sáng và mỗi tối thì không cần phải áp dụng quy tắc này, không cần phải 1 phần 3 cho Anapana và 2 phần 3 cho Vipassana. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho Vipassana, thời gian dành cho buổi thiền rất ngắn, chỉ có 1 giờ thôi. Nhưng Anapana nên được dùng khi nào cần thiết, khi nào còn cần thì còn dùng. Có ngày nếu quý vị thấy rằng tâm rất dao động, thì hãy thực tập Anapana cho đến khi tâm được tĩnh lặng, sau đó mới thiền Vipassana. Cho dù quý vị đã bắt đầu thiền Vipassana với một tâm an tĩnh rồi, nhưng trong vòng một giờ có cơn rông tố nào đó nổi lên, thì hãy trở lại thiền Anapana. Hãy sử dụng Anapana chỉ để làm cho tâm an tĩnh, để làm cho tâm được định, được sắc bén, tinh tế. Ngoài ra thì hãy thiền Vipassana nhiều hơn, nhiều hơn. Tôi nhắc lại một lần nữa, khi quý vị thiền Vipassana, đừng chơi trò chơi cảm giác. Nếu quý vị lấy làm phấn khởi cực độ khi cảm thấy luồng luân lưu thông suốt của những rung động tinh tế, nếu quý vị cảm thấy chán nản tột độ khi gặp phải các cảm giác thô trược khó chịu hay các khu vực bù mịt, thì chắc chắn không phải là quý vị đang tụ tập Vipassana rồi. Nếu quý vị giữ được thăng bằng của tâm, được sự quân bình của tâm, với từng kinh nghiệm một, quý vị hiểu rõ luật vô thường, Anicca, Anicca, Anicca thì chắc chắn là quý vị có tiến bộ. Và quý vị sẽ thấy rằng một thay đổi tốt đẹp sẽ đến trong đời mình. Đừng trông mong vào sự kỳ diệu hay phép màu nào, nhưng một thay đổi đã bắt đầu trong đời quý vị rồi. Rồi chắc chắn quý vị sẽ tiến bộ trên con đường tu tập, con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau. Châu báu tuyệt diệu mà quý vị đã có được ở đây, đừng ném nó đi như cục đá, như hòn sỏi vô giá trị. Phương pháp thiền này quý giá biết bao quý giá biết bao. Hãy giữ nó, giữ gìn nó, bảo tồn nó. Không những bảo tồn nó mà còn làm cho nó xanh sôi nảy nở. Làm cho nó xanh sôi nảy nở. Có một câu chuyện ở xứ sở chúng tôi. Trong 10 ngày qua quý vị đã nghe rất nhiều câu chuyện. Có lẽ vị thầy của quý vị ghiền kể chuyện và quý vị cũng ghiền nghe. Nên trước khi chia tay, hãy kể thêm một chuyện nữa. Một ông cụ rất giàu có trở thành quá bụa ở lúc tuổi già. Người vợ già của ông đã chết, trong nước tôi và có lẽ trong nước của quý vị cũng thế người nội trợ thực ra là người chủ thực sự giữ tiền tài nữ trang vựa lúa tài sản bà cụ giữ chùm chìa khóa giờ đây tất cả mọi người trong gia đình ông đều sống chung với nhau ông có bốn người con trai và bốn người con dâu tất cả đều ở chung trong nhà ông nên giao chùm chìa khóa này cho ai đây ông cụ gọi bốn đứa con dâu đến ta sẽ thử tài các con bất cứ ai có được điểm cao nhất sẽ được giữ chùm chìa khóa này ta sẽ thử tài các con bằng cách nào? Ông đưa cho năm hạt giống, mỗi người con dâu năm hạt giống, nói rằng ta cho con, cho con, cho con, cho con năm hạt giống. Sau 4 năm ta sẽ trở lại. Ai chăm sóc tốt năm hạt giống này, người ấy xứng đáng được chăm sóc tiền tài, nữ trang, vựa lúa, vân vân. Người nào không thể chăm sóc năm hạt giống này thì làm sao có thể chăm sóc nổi nhiều tài sản như thế? Đây là bài trắc nghiệm của ta. Rồi ông cụ bỏ đi. Người con dâu lớn tuổi nhất bắt đầu nghĩ rằng ông già này lẩn thần hóa điên. Năm hạt giống không đáng để luận tâm về năm hạt giống này trong bốn năm trời. Ta hãy vứt năm hạt này đi. Khi ông ta trở lại, ta lấy từ kho đưa cho ông ta năm hạt khác. Đây là năm hạt của ông. Rồi người con dâu ấy vứt năm hạt giống ấy đi. Người con dâu thứ hai bắt đầu nghĩ rằng bận tâm về năm hạt giống tầm thường này quả là vô ích. Nhưng ném năm hạt này đi là điều không nên vì ông già này có kinh nghiệm trong đời. Ai mà biết được, chính năm hạt này có thể có năng lực siêu nhân nào đó. Sau này ông có thể nói hãy ăn năm hạt ấy đi. Và khi mình ăn năm hạt ấy, mình sẽ có năng lực siêu nhiên này hay năng lực siêu nhiên khác. Tại sao ta không ăn chúng ngay bây giờ? Khi ông ta tới, ta sẽ đưa cho ông ta năm hạt khác. Người con dâu thứ hai này ăn hết năm hạt giống ấy. Và người con dâu thứ ba, cô ta rất ao ước được giữ chùm chìa khóa. Trong suốt 4 năm, cô cẩn thận chăm lo cho năm hạt giống này Người con dâu thứ tư dọn dẹp khu đất trong vườn và trồng năm hạt giống này. Chúng sinh ra năm cây, mỗi cây bằng cả trăm hạt, năm trăm hạt. Mùa tới, cô trồng cả năm hạt này, năm trăm cây nữa sinh ra. Vụ mùa sau đó, tất cả các hạt giống trổ ra, mùa sau nữa tất cả các hạt giống lại trổ ra. Trong bốn năm, có hàng tấn hạt, các kho chứa đều đầy ắp. Khi người cha già đến, mỗi người con dâu có một chuyện riêng để kể. Tới lượt người con dâu thứ tư, cô nói, các kho chứa đã đầy, năm hạt giống của cha đã gia tăng gấp bội. Người cha già rất vui, người con dâu này đáng được giữ trùng chìa khóa. Ông già của NK này cũng trao năm hạt giống tham ma, không những quý vị tiếp tục dùng chúng, mà còn làm cho chúng xanh xôi nảy nở, xanh xôi nảy nở, xanh xôi nảy nở. Và tôi sẽ không mang theo chùm chìa khóa với tôi, quý vị giữ chùm chìa khóa ấy với quý vị tiếp tục tăng tiến trong tham ma, tiếp tục tăng tiến trong tham ma. Hãy mở cổng thiên đàng nội tâm và tận hưởng nó. Hãy mở cổng cảnh giới Phạm Thiên nội tâm và tận hưởng nó. Hãy mở cổng Niết bàn nội tâm và tận hưởng nó. Hãy tiếp tục tăng tiến trong tham ma, tiếp tục tăng tiến trong tham ma. Tham ma quý giá biết bao, quý giá biết bao. Tôi cũng không quên một điều nữa có liên quan đến quyền lợi của tôi, được sinh trưởng trong gia đình kinh doanh, viết tích của sự ích kỷ vẫn chưa mất hẳn. Có một đức tin, một truyền thống như thế này trong nước tôi, tôi đã đà phá mạnh mẽ một số truyền thống, nhưng tôi thích truyền thống này lắm. Đức tin ấy, truyền thống ấy là nếu quý vị có học được một nghệ thuật nào, một phương pháp nào từ bất cứ vị đạo sư nào, từ bất cứ người thầy nào, để đáp lại. Nếu quý vị không trả Guru Dakshina, Guru Dakshina có nghĩa là học phí, thủ lao cho thầy. Nếu quý vị không trả đủ học phí, thì những gì quý vị học sẽ không có hiệu nghiệm. Tôi thích đức tin này lắm. Một đức tin rất tốt. Một truyền thống rất tốt. Bởi vì tôi muốn tiền thù lao của tôi. Bất cứ những gì quý vị hiến tặng ở đây, ai ai cũng hiến tặng không thứ này thì thứ khác. Ít hay nhiều tùy theo khả năng từng người. Để để giúp cho những thiền sinh khóa tới. Vì lợi ích của thiền sinh. Để có thêm phương tiện cho tiền sinh khóa tới. Nhưng quý vị hiến tặng cái gì cho thầy của mình? Một ông thầy béo mập đòi hỏi tiền học phí cũng béo bở. Cái gì là tiền học phí béo bở theo truyền thống này. Sáng và tối, sáng và tối, khi quý vị thiền một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ và sau đó quý vị bắt đầu chia sẻ công đức của mình cho mọi chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui. Quý vị có thể nhớ tới người thầy của quý vị, cho dù quý vị không nhớ cũng không sao cả. Khi quý vị nói, nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, tôi cũng là một người trong số những chúng sanh đó. Và Meta, tâm từ của quý vị sẽ đến với tôi. Đây là học phí của quý vị, mỗi ngày. Và nếu quý vị quên đóng học phí mỗi ngày, chắc chắn là phương pháp thiền này không hiệu nghiệm. Vậy đừng quên đóng học phí. Hãy tiếp tục tăng tiến trong tham ma. Hãy tiếp tục thăng tiến trong tham ma. Tham ma huyền diệu biết bao. Người ta chỉ có được tham ma tinh khiết nếu đã từng làm điều rất thiện lành trong quá khứ. Nếu người ta rất may mắn, còn không thì suốt một đời nhân danh tôn giáo, người ta chỉ phí đời mình cho những lễ nghi, nghi thức và nghi lễ tôn giáo cái này cái kia. Nhưng khi có được tham ma tinh khiết, tham ma không tì vết, vốn mang lại lợi ích tốt như thế này ngay tại đây và ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này ta nên cảm thấy rất may mắn. Lành thay cho quý vị đã có được tham ma. Bây giờ hãy gìn giữ nó làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó tăng trưởng để quý vị thoát khỏi mọi khổ đau vì lợi ích của quý vị, vì sự tốt lành của quý vị và cũng vì sự tốt lành lợi ích của nhiều người khác. Khổ đau đầy rẫy khắp nơi, con người đang đau khổ, làm thế nào để giúp họ thoát khỏi khổ đau? Hãy tiếp tục tăng tiến trong tham mà, tiếp tục tăng tiến trong tham mà. Before we close this tham seminar, We better practice metta pauna for a few minutes. Better share your merits with all beings. Whatever merits you have acquired during these ten days, and you have acquired enormous merits during these ten days, better share these merits with all beings. Beings. Share your peace and harmony with all beings, all beings. May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings be liberated, liberated, liberated. Trước khi bế mạc khóa học Tham Ma này, chúng ta nên hành thiền tâm từ Metta Bhavana trong vài phút. Tốt hơn, chúng ta nên san sẻ công đức đến cho mọi chúng sanh. Công đức mà quý vị thu nhận được trong 10 ngày này và quý vị đã thu nhận được vô lượng công đức trong 10 ngày qua. Quý vị nên san sẻ công đức của mình cho mọi chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ sự an vui của tôi. Nguyện cho mọi chúng sanh san sẻ sự hòa hợp của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ công đức của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh san sẻ tham ma, tham ma, tham ma của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát

सम्पत्ति साकं सभेतङ्गयन्मोदिमग शासन യജ്ഞ സംമംഗദാം കരിതം അ or unconsciously by their deeds of body speech or mind tôi tha thứ tôi tha thứ tôi tha thứ cho tất cả những ai đã làm tổn thương hay hãm hại tôi một cách cố ý hay không cố ý một cách có ý thức hay không có ý thức bằng hành động, lời nói hay ý nghĩ I seek pardon. Seek pardon. Seek Pardon from all those whom I might have hurt or harmed, knowingly or unknowingly, <coughs> intentionally or unintentionally. By my deeds of body, speech or mind. tôi xin được tha thứ, xin được tha thứ, xin được tha thứ. từ tất cả những ai mà tôi đã từng gây tổn thương hay hãm hại. một cách cố ý hay không cố ý. một cách có ý thức hay không có ý thức bằng hành động, lời nói hay ý nghĩ. Oh, Lord my friends, none is my enemy. Oh, Lord my friends, none is my enemy. Tất cả là bạn bè của tôi, không ai là kẻ thù của tôi tất cả là bạn bè của tôi, không ai là kẻ thù của tôi. May all share my peace. May all share my harmony. May all share my merits. May all share my Thamba, Thamba, May all be happy, be peaceful. nguyện cho tất cả chúng sinh cùng san sẻ sự an vui của tôi nguyện cho tất cả chúng sinh cùng san sẻ sự hòa hợp của tôi nguyện cho tất cả chúng sinh cùng san sẻ công đức của tôi Nguyện cho tất cả chúng sinh cùng san sẻ tham mà tham mà tham mà của tôi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, an vui, được giải thoát, được giải thoát, được giải thoát. Sự... मन करे सब धर्म को धरम करे कल्याण धर्म सद्ष कर